Hoài Nhơn, một trong những cái nôi của nền văn hóa cổ Sa Huỳnh, có truyền thống lịch sử ngàn năm, là mảnh đất sầm uất, trù phú dưới các triều đại nhà Trần, Hồ, Lê, Nguyễn, quê hương của danh nhân văn hóa Đào Duy Từ. Mang trong mình hồn thiêng sông núi, nhân dân Hoài Nhơn anh dũng kiên cường, được mệnh danh là đất mẹ anh hùng với niềm tự hào của bao thế hệ về một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng. Nhiều di tích lịch sử, chi bộ Cửu Lợi hay số 7 Tài Lương chiến thắng đội 10 là minh chứng hào hùng về một mảnh đất kiên cường, bất khuất. Hoài Nhơn hôm nay đang chuyển mình mang màu xanh phủ lên cuộc sống, mang sung túc ấm no tràn khắp mọi nẻo đường. Hoài Nhơn, huyện phía Bắc tỉnh Bình Định, có vị trí chiến lược quan trọng là điểm liên kết giữa hai đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Duyên Hải Nam Trung Bộ là thành phố Quy Nhơn và thành phố Quảng Ngãi. Hoài Nhơn có nhiều lợi thế về đường bộ và đường sắt, đặc biệt với bờ biển dài 24 km cùng hai cửa biển chính Tam Quan và Âm Vũ. Hoài Nhơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, thông thương với các địa phương trong cả nước. Lợi thế tuyệt vời ấy đã sớm đưa Hoài Nhơn trở thành phố thị sầm uất, nơi giao thương buôn bán quan trọng tới lịch sử ngàn năm trước. Với vị trí địa lý thuận lợi, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Hoài Ân, An Lão, phía nam giáp huyện Phù Mỹ, phía bắc giáp huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Hoài Nhơn trở thành trung tâm kinh tế, xã hội vùng phía bắc tỉnh Bình Định. Với diện tích 42.150 ha, chiếm 7% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, địa hình huyện Hoài Nhơn chia làm hai dạng chính là đồng bằng và đồi núi thấp, tạo sự phát triển đa dạng về cả nông lâm nghiệp. Diện tích rừng trên địa bàn huyện đạt tới 20.087 ha. Khí hậu Hoài Nhơn với hai mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, cung cấp nước cho hệ thống sông Lạ Giang, con sông lớn phía nam huyện, được hợp bởi sông Kim Sơn và sông An Lão. Lưu lượng nước bình quân đạt 1.844 mét khối một năm. Ngoài hệ thống sông Lạ Giang, Hoài Nhơn còn có sông, suối, hồ đập, phục vụ du lịch, cấp nước sinh hoạt và đảm bảo tưới tiêu. Là huyện giáp biển, biển Hoài Nhơn hiền hòa, đa dạng nguồn thủy hải sản với nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Hoài Nhơn còn có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như cát trắng Hoài Châu, quặng vàng Hoài Đức, đá xanh ở Hoài Châu Bắc, đá granite ở Hoài Phú, đất sét ở Hoài Đức, Hoài Tân, titan ở các xã ven biển, phục vụ mục đích phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Với tất cả những ưu đãi từ thiên nhiên ấy, Đảng bộ và nhân dân huyện Hoài Nhơn đã tận dụng lợi thế, tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong những năm đổi mới. Đặc biệt, 10 năm trở lại đây, diện mạo kinh tế xã hội Hoài Nhơn đã có những bước phát triển vượt bậc. Nền kinh tế liên tục tăng trưởng và phát triển, năm sau cao năm trước, giá trị tổng sản phẩm địa phương GDP tăng bình quân hàng năm 13,2%. GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 34,1 triệu đồng một người một năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2013 đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2012. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 76,4%. Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 23,6% trong cơ cấu kinh tế năm 2014. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2013 tăng gấp 2,2 lần, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng gấp 4,5 lần so với năm 2000. Mọi ngành nghề nông lâm ngư nghiệp đều được phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao cả số lượng và chất lượng. Đặc biệt, lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản được khôi phục và phát triển vượt bậc.
đến nay toàn huyện có 2.367 tàu, tổng công suất 653.271 CV, tăng 15% so với năm 2010. Trong đó, tàu có công suất từ 90 CV trở lên 1.688 tàu, chiếm 71,3%. Sản lượng khai thác thủy sản ước thực hiện năm 2014 đạt 42.400 tấn, tăng 20,3% so với năm 2010. Trong đó, cá ngừ đại dương trên 6.500 tấn. Đã thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác xuất khẩu cá ngừ đại dương sang Nhật Bản. Tổng thu ngân sách đạt 692,899 tỷ đồng, tổng chi 653,888 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ. Theo quyết định của Ủy ban dân tỉnh Bình Định phê duyệt, huyện đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, khu chế biến hải sản tập trung. Hiện nay trên địa bàn Hoài Nhơn có 8 cụm công nghiệp, một khu chế biến thủy hải sản Tân An Bắc với tổng diện tích 190 hectare, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho trên 6.500 lao động trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như cụm công nghiệp Bồng Sơn có 8 đơn vị đầu tư trên 200 tỷ đồng, khu chế biến thủy sản Tân An Bắc có 17 đơn vị đầu tư trên 80 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Tam Quang có tổng công ty may Nhà Bè và công ty cổ phần may Tam Quang đã đầu tư trên 200 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Hoài Đức có công ty khai thác khoáng sản miền Trung đầu tư nhà máy tuyển quặng sắt gần 200 tỷ đồng. Bên cạnh phát triển các cụm công nghiệp lớn, các làng nghề truyền thống như dệt diêu cói, thảm sơ dừa, bánh tráng, bún số 8, chế biến nước mắm, phi cước cá, đặc biệt là các ngành thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu dừa, thứ nguyên liệu đặc trưng của Hoài Nhơn cũng được chú trọng đầu tư để góp phần phục vụ đời sống, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho trên 1.800 lao động. Đến nay, toàn huyện đã có 4 làng nghề được Ủy ban dân tỉnh Bình Định công nhận. Các ngành thương mại, dịch vụ liên tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội năm 2023 ước đạt 5.200 tỷ đồng. Các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tín dụng, ngân hàng, vận tải, y tế, bảo hiểm phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Cùng với những thành tựu trên lĩnh vực phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thông tin, thể dục thể thao đều đạt được những thành tích đáng khích lệ. Về hạ tầng văn hóa giáo dục, toàn huyện có 75 trường được xây dựng kiên cố, trong đó có 21 trường mầm non, 30 trường tiểu học, 18 trường trung học cơ sở và 6 trường trung học phổ thông, một trung tâm hướng nghiệp dạy nghề. Chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, số học sinh giỏi các cấp tăng lên hàng năm. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 99,9%. Toàn huyện có trên 39 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hoài Nhơn là vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều tấm gương hiếu học, giành được các giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Việc xây dựng trường chuyên phía Bắc tỉnh tại Hoài Nhơn để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường. Đến nay, huyện có 21 cơ sở khám chữa bệnh, gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế huyện, Phòng khám Đa khoa khu vực Hoài Hương, 17 trạm y tế xã thị trấn. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng lên. 100% xã thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. 97% số thôn khối phố được công nhận thôn khối phố sức khỏe. Là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Hoài Nhơn đã triển khai xây dựng nông thôn mới ở 15 trên 15 xã. Đến nay, xã Tân Bắc đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 4 xã đạt từ 14 đến 17 tiêu chí. Phấn đấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 6 năm 2015. Các xã còn lại đã đạt quá nửa số lượng tiêu chí do Trung ương quy định. Nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay toàn huyện có 7 trên 15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2 thị trấn đã đăng ký thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2014-2016. Với trên 13.000 anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng,
hàng chục nghìn thương bệnh binh, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhân luôn chăm lo và thực hiện tốt chính sách người có công với nước. Chính sách giảm nghèo được chú trọng. Hơn 10 năm qua, có trên 3.600 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 2%. Công tác quy hoạch trung tâm huyện, xã, thị trấn Hoài Nhân rất được chú trọng. Hệ thống giao thông huyện thuận lợi, bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong đó đồng bộ nhất là khu đô thị Bồng Sơn và thị trấn Tam Quan, với quốc lộ 1A, đường sắt thống nhất Bắc Nam nối các tỉnh trong cả nước, đường tỉnh lộ DT629, DT630, DT639 nối Hoài Nhân với các huyện lỵ xung quanh. Mạng lưới giao thông nông thôn ở Hoài Nhân cũng được phát triển mạnh. Phần lớn hệ thống đường được bê tông hóa, nhựa hóa. 100% các xã thị trấn trên địa bàn đã có đường ô tô, đảm bảo cho các hoạt động giao thông đối nội, đối ngoại được thông suốt. Hai ga đường sắt chính là ga Bồng Sơn, ga Tam Quan, làm năng lực vận chuyển của Hoài Nhân tăng lên đáng kể. Cảng Tam Quan thông ra biển Đông được khai thác phục vụ tàu thuyền đánh bắt cá, đồng thời là nơi tránh bão của thuyền và ngư dân khu vực miền Trung. Khu vực này có đủ điều kiện xây dựng cảng tổng hợp phục vụ sản xuất công nghiệp. Ở Hoài Nhân, mạng lưới điện phát triển mạnh, với 2 trạm biến thế 110 kV Bồng Sơn – Tam Quan, 195 trạm biến áp với dung lượng 36.500 kV A, lưới điện phủ kín 17 xã thị trấn, 155 thôn. Hoài Nhân là một trong những huyện hoàn thành sớm lưới điện nông thôn từ năm 1995. Toàn huyện có 20 điểm phục vụ thông tin liên lạc, 126 trạm thu phát sóng điện thoại di động, 6 bưu cục, 12 bưu điện văn hóa xã, 2 nhà thi đấu thể thao đa năng. Các xã thị trấn đều có sân vận động, trung tâm văn hóa thể thao huyện đang được đầu tư xây dựng, đủ điều kiện phục vụ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người dân. Hệ thống cấp thoát nước của Hoài Nhân cũng được chú trọng đầu tư, được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2009. Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu cho nông nghiệp. Hệ thống cấp thoát nước của Hoài Nhân cũng được chú trọng đầu tư, được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2009. Xí nghiệp cấp nước số 2 với công suất 4.450 m3 một ngày đêm, cung ứng nước sạch cho 2 thị trấn và các xã Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Tân, Hoài Hảo và Ủy ban dân xã Tân Hưng Bắc. Ngoài ra, Hoài Nhân còn xây dựng hệ thống cấp nước ngọt tại trạm xử lý nước sạch Hồ Mỹ Bình, Hoài Phú, cung cấp nước sạch cho dân xã Tân Hưng Bắc và một số xã lân cận. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, Đảng bộ, quân và dân huyện Hoài Nhân đã không ngừng phấn đấu, phát huy nội lực, xây dựng huyện vươn lên phát triển. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ ở đô thị Bồng Sơn và thị trấn Tam Quan, với hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại. Vệ sinh môi trường, cảnh quan cải thiện, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tất cả thành tựu trên đều nằm trên lộ trình chuyển dịch mang tính chất đô thị, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại 4 mở rộng của Hoài Nhân. Đây là điều kiện tiền đề quan trọng để phát triển địa phương về mọi mặt. Ở Hoài Nhân, công tác quản lý hành chính, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được cải tiến theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành. Là một người công dân của Hoài Nhân, tôi vô cùng là phấn khởi và tự hào. Ở về là nhân dân, cán bộ là của Hoài Nhân đã cố gắng phấn đấu cho nó lên được đô thị loại 4. Rồi tới bây giờ thì nó lên được là tới thị xã. Thì tôi tin tưởng rằng với cái khí thế này thì người dân của chúng tôi là được
là no cơm mã máu được hạnh phúc. Trong những năm qua thì nhân dân Hoài Nhơn đã cố gắng xây dựng cuộc sống của mình đi lên từ cái gian khổ đó, thì nay định hướng của Đảng, của nhà nước xây dựng huyện Hoài Nhơn thành coi như là đô thị loại 4, thành thị xã Hoài Nhơn. Điều đó thì nhân dân hết sức phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc này sẽ đem lại coi như là cho nhân dân chúng tôi cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, cơ sở hạ tầng đảm bảo hơn, và tương lai con em sẽ được coi như là tốt đẹp hơn. Hiện tại Hoài Nhơn là đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 của 17 đơn vị hành chính cấp xã. Đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước luôn tu dưỡng đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tìm tòi học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, thi đua học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự quyết tâm đồng lòng và người như một của Đảng bộ và toàn thể nhân dân, Hoài Nhơn hôm nay thực sự đã lớn mạnh với những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Hoài Nhơn hôm nay thực sự bước sang một trang sử mới, đòi hỏi những yêu cầu cho một tầm vóc lớn lao. Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 18 đã có nghị quyết phấn đấu xây dựng huyện Hoài Nhơn trở thành thị xã. Sau hơn 4 năm thực hiện, thì Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhơn đã tập trung nỗ lực phấn đấu đầu tư xây dựng phát triển toàn diện để thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ huyện và Đảng bộ tỉnh. Thì phải nói là qua 4 năm thì Hoài Nhơn phát triển khá toàn diện, thu hút nhiều dự án đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị, vân vân. Đến giờ này thì các tiêu chí về hình thành thị xã theo quy định tại nghị định 62 của chính phủ thì Hoài Nhơn là cơ bản đã đạt được. Việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã là nhu cầu cấp bách, vừa để quản lý theo kịp sự phát triển, vừa tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Giờ đây, cơ sở hạ tầng của các xã thị trấn trong huyện Hoài Nhơn đã đáp ứng được tiêu chuẩn của chính phủ về thành lập thị xã, quận, phường, thị trấn. Khu đô thị Bồng Sơn, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội đã độ lớn mạnh, để trở thành hạt nhân kết nối hệ thống đô thị phía Bắc thành chuỗi đô thị phát triển mạnh, thúc đẩy sự phát triển các huyện xung quanh, hỗ trợ phát triển kinh tế vùng trọng điểm Trung Trung Bộ, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế khu vực. Việc thành lập thị xã Hoài Nhơn giúp phát huy nhiều lợi thế, tiềm năng về khai thác các tài nguyên trên địa bàn, tạo đà giao thương hàng hóa vươn ra thị trường trong, ngoài tỉnh và quốc tế. Trong đó có mặt hàng thuộc thế mạnh, sản phẩm cá ngừ đại dương được thị trường Nhật Bản biết đến và đầu tư. Việc thành lập thị xã Hoài Nhơn là tất yếu và khách quan, đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ đổi mới, chiến lược biển 2020, phù hợp với định hướng quy hoạch về phát triển mạng lưới đô thị Việt Nam đến năm 2025 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ trương của tỉnh là muốn phát triển Hoài Nhơn trở thành đô thị loại 4, là một thị xã, sẽ là một cái cực phát triển cho cái phía Bắc của tỉnh, tạo cái động lực thúc đẩy cho cái kinh tế xã hội của cái vùng phía Bắc của các huyện của tỉnh Bình Định phát triển mạnh hơn so với hiện nay. Vì vậy cho nên là việc mà đề xuất để mà Hoài Nhơn được trở thành đô thị loại 4 và là thị xã thuộc tỉnh là một cái việc rất là cần thiết. Việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường tạo điều kiện để xây dựng bộ máy chính quyền đô thị đủ mạnh để quản lý quy hoạch, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, khí hậu, con người, khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển, đưa Hoài Nhơn trở thành đô thị tầm cỡ quốc gia,
đồng thời qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế. Thị xã Hòa Nhơn mới có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15% trên năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2015 đạt 30% và đạt 43,5% vào năm 2020. Hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường được chú trọng phát triển. Đặc biệt, huyện chú trọng và phát triển các ngành kinh tế trọng điểm như thủy sản, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch. Giải quyết việc làm, nâng cao mặt bằng xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân. Hoài Nhơn nay trở thành địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng, là địa phương phát triển kinh tế xã hội năng động phía Bắc tỉnh Bình Định, đạt được những thành tựu khá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tạo tiền đề cho vùng đất mẹ anh hùng phát triển trong tương lai. Hoài Nhơn, đất mẹ anh hùng, linh thiêng hồn sông núi, nơi thiên nhiên giàu đẹp, nơi tiềm năng dồi dào, nơi kinh tế biển đang trở thành thế mạnh. Hoài Nhơn đang trong quá trình đổi mới đi lên, mở cửa, hội nhập, phấn đấu trở thành đô thị đậm đà bản sắc văn hóa, phát triển bền vững, là điểm hẹn, điểm đến lý tưởng của du khách, của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thị xã Hoài Nhơn trong tương lai sẽ là niềm tự hào, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm xây dựng thị xã quê hương giàu mạnh, xứng tầm với vị thế của đô thị trong thời đại mới. Hoài Nhơn tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai.